Xin kính chào quý vị và các bạn, kính chào các bác. Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2023. Đức Thắng lại có mặt trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Trước mắt chúng ta là nút giao Vạn Thiện, địa phận của xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Cái nút giao này thì cũng đang hoàn thiện đây các bác nhé. Chúng ta đang nhìn từ trên cao. Trước mắt chúng ta là cái tuyến đường kết nối giữa quốc lộ 45 ngay thị trấn Nông Cống và vòng xuyến của tuyến đường Vạn Thiện Bến En. Và Đức Thắng đang review từ phía tây xuống phía đông để cho quý vị và các bạn cập nhật cái cây cầu được bắc bên trên của tuyến đường cao tốc. Cái cầu này cũng chưa được nối hai bờ các bác nhé. Cái cầu này thì đã được bê tông hóa xong, lau dầm và các thứ kết nối đã xong và đang trong cái quá trình là bồi đắp hai bên đầu cầu. Đây các bác có thể thấy là cái phía đông nó chạy dài xuống khu vực của tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng ngay địa phận của xã Trường Minh, huyện Nông Cống. Và trước mắt chúng ta là cái nút giao Vạn Thiện. Nút giao này thì khá là đặc biệt để các bác, nó nằm ở trên một cái khu vực đồng trũng. Vì vậy mà cao trình của nó các bác có thể thấy là nó cao hơn 10 mét so với mặt ruộng này các bác nhé. Địa phận giáp danh giữa Thăng Bình và Vạn Thiện. Thì trong cái khuôn khổ video của buổi sáng ngày hôm nay thì Đức Thắng sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất từ cái nút giao Vạn Thiện vào đến cầu vượt hồ Yên Mỹ, và chúng ta sẽ kết thúc ở địa phận của thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái vòng xuyến cái nút giao Vạn Thiện này các bác nhé. Xuyến của nút giao Vạn Thiện đây các bác có thể thấy là lan can cũng đã được lắp đặt, lớp nhựa cuối cùng cũng đã được phủ lên. Đây các bác có thể thấy lan can đấy, cái nút giao khá là nhiều đường nhánh. Giao nhau với đường kết nối quốc lộ 45, giao với đường vòng xuyến của tuyến Vạn Thiện Bến En và lối lên xuống cao tốc. Và chúng ta tiếp tục hướng về phía nam qua một cây cầu được bắc qua sông tự nhiên địa phận của xã Vạn Thiện. Cái phần đoạn này các bác có thể thấy là đã được thảm nhựa lớp 3, lan can cũng được đóng cọc xong. Chúng ta đang đi trên địa phận của xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phần đoạn này cũng đã thảm nhựa xong. Sau khi đi qua địa phận của xã Vạn Thiện thì chúng ta tiếp tục đến với địa phận xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phần đoạn này cũng đã được thảm nhựa xong. Hệ thống lan can và hộ lan cũng chưa được đưa lên mặt đường. Phía trước chúng ta là một cây cầu bắc qua sông Mực, địa phận của xã Thăng Thọ. Tiếp đó khoảng 200m thì sẽ có một cái hầm dân sinh của tỉnh lộ 525, địa phận của xã Thăng Thọ cũng đã được thảm nhựa rồi. Các bác có thể thấy là cái hầm dân sinh Thăng Thọ đã được thảm nhựa, và chúng ta tiếp tục
hướng về phía nam địa phận của xã Thang Thọ, huyện Nông Cống. Phần đoạn này các bác có thể thấy là thanh hộ lan cũng đã được lắp đặt, hàng rào chống chói cũng đã hoàn thiện, lan can cũng đã được lắp đặt xong xuôi, vạch sơn kẻ đường. Để các bác có thể thấy là cái phần đoạn trên địa phận của xã Thang Thọ cũng khá là hoàn chỉnh, biển báo cũng đã được dựng lên và lắp đặt. Sau khi chúng ta đi qua địa phận của xã Thang Thọ, huyện Nông Cống thì chúng ta đến với địa phận của xã Công Lim, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Khu vực này cũng đã khá hoàn chỉnh, sơn kẻ đường cũng đã được thanh hộ lan và chống chói, biển báo cũng đã được lắp đặt ở khu vực này. Đây, các bác có thể thấy là chúng ta đang đi trên cái địa phận của xã Công Lim. Bên tay trái của chúng ta là trung tâm của xã Công Lim, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phần đoạn này thì đường cao tốc cũng đang được hoàn thiện. Sau khi chúng ta đi qua địa phận của xã Công Lim thì chúng ta sẽ đến với địa phận của xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đây, các bác có thể thấy là cái phần đoạn này cũng đang được hoàn thiện, những công việc cuối cùng cũng đang được các nhà thầu thi công, hàng rào chống chói, hộ lan cũng đã được lắp đặt hoàn chỉnh, lan can cũng đã được hoàn thiện, biển báo cũng đang được lắp đặt. Trước mắt chúng ta là một cái ngọn đồi dân địa phương gọi là đồi 327. Khu vực này thì cũng đang được lắp đặt hoàn thiện đấy các bác. Ngay từ rất là sớm, Đức Thắng đi qua cái khu vực này mới 6 giờ sáng. Các kỹ sư, công nhân và các phương tiện đã làm việc khá là tấp nập. Biển báo cũng đã được lắp đặt, hộ lan cũng đã được đưa lên mặt đường, lan can cũng đã được lắp đặt xong rồi các bác nhé. Sau khi qua một cái ngọn đồi 327 thì chúng ta tiếp tục qua một cái ngọn đồi cách đó khoảng 700-800 mét. Đây, các bác có thể thấy là khu vực này cũng đang dần hoàn thiện. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2023. Nếu như theo cam kết của các nhà thầu và Bộ Giao thông Vận tải thì trong đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ đưa tuyến đường này vào thông xe kỹ thuật. Khoảng chục ngày nữa thì Đức Thắng hy vọng rằng cái tuyến đường này sẽ được thông xe kỹ thuật thành công. Sau khi đi qua địa phận của xã Công Chính, huyện Nông Cống thì chúng ta tiếp tục đến với địa phận của xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phần đoạn này thì các bác có thể dễ dàng nhận ra bề mặt khá là đẹp, chuẩn bị lắp đặt những cái công đoạn cuối cùng. Các phương tiện đang tập trung ở khu vực này để thảm nốt những cái lớp nhựa cuối cùng ở khu vực này. Trước mắt chúng ta là một cái ngọn đồi trực thuộc của địa phận
xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi vượt qua cái ngọn đồi này thì chúng ta sẽ đến với cây cầu vượt hồ Yên Mỹ. Lớp nhựa cuối cùng cũng đang được thảm ở khu vực này. Lan can cũng đang được lắp đặt. Trước mắt chúng ta là cây của cầu vượt hồ Yên Mỹ. Các bác có thể nhìn từ trên cao toàn bộ cái cây cầu này từ hướng Bắc để chúng ta nhìn về hướng Nam. Và sau đó là chúng ta quay lại để cái phần đường mà chúng ta vừa đi qua một cái ngọn đồi trước khi đến với cây cầu vượt hồ Yên Mỹ. Với chiều dài 1,1 km, cây cầu vượt qua hồ Yên Mỹ là một cây cầu dài nhất trong 18 cây cầu vượt hồ. Đây, các bác có thể thấy là mặt cầu trong buổi sáng ngày hôm nay đã thảm được 50% diện tích mặt cầu. Theo Đức Thắng được biết thì mặt cầu chỉ được phủ một lớp nhựa dày khá là đẹp. Chúng ta đang đi trên mặt cầu đó các bác, trong một buổi sáng, thời điểm Đức Thắng đang đi trên mặt cầu là 6:45 ngày 21 tháng 8 năm 2023. Chúng ta sắp tới bờ phía nam địa phận của thị xã Nghi Sơn, và Đức Thắng sẽ dùng cam để cho quý vị và các bác nhìn lại cây cầu này một lần nữa. Một góc view khá là đẹp. Chẳng bao lâu nữa thì cây cầu này sẽ khá là tấp nập bởi những cái dòng xe ngược xuôi ra nam vào bắc. Từ nút giao Vạn Thiện vào đến cầu vượt hồ Yên Mỹ khoảng 10 cây số đó các bác nhé. Đi qua các địa danh như là Vạn Thiện, Thang Thọ, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ. Và sau đây thì chúng ta sẽ sang địa phận của thị xã Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trước đây là huyện Tỉnh Gia, thì mới huyện Tỉnh Gia mới đổi tên thành thị xã Nghi Sơn. Các bác có thể nhìn lại cái bờ phía nam. Cây cầu vượt hồ Yên Mỹ được khởi công tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 thì đã hợp long. Và đến thời điểm này, tháng 8 năm 2023, đã thảm nhựa được 50% diện tích mặt cầu. Và trong những ngày sắp tới thì cây cầu này sẽ được thông xe kỹ thuật. Và chúng ta tiếp tục hướng về thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Đây là địa phận của xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn. Các bác có thể thấy là ngay đầu cầu thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là khu vực này đã đang thảm nhựa rồi các bác nhé. Rất nhiều các phương tiện đang làm việc ở khu vực này. Ta luy dương cũng khá là cao
một cái ngọn núi đá đang được gia cố. Những cái ngọn núi đá này thì các công nhân kỹ sư và các nhà thầu theo thiết kế thì họ sẽ phun một lớp hồ đó các bác nhé, lớp hồ bê tông, và một số phần đoạn, một số ngọn núi thì họ sẽ lát bằng bằng những tấm bê tông đúc sẵn. Tùy vào từng cung đường, từng cao trình để họ thiết kế làm sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn khi mà ta luy dương nó cao trong những cái sau khi qua hồ Yên Mỹ khoảng 1,5 cây số thì chúng ta tiếp tục qua một cây cầu thuộc yêu của hồ Yên Mỹ. Cây cầu này cũng đã được thảm nhựa xong. Các bác có thể thấy là thanh hộ lan cũng đã được đưa lên mặt cầu để lắp đặt. Và chúng ta tiếp tục hướng về địa phận của thị xã Nghi Sơn. Đây là địa phận của xã Tùng Lâm của thị xã Nghi Sơn. Đấy, các bác có thể thấy là những lớp nhựa cuối cùng cũng đang được phủ lên mặt đường. Sau khi đi được khoảng 3 km thì chúng ta đến với một khu vực thuộc địa phận của xã Tùng Lâm. Sau khi đi qua như Phú Sơn, Phú Lâm thì chúng ta sẽ đến xã Tùng Lâm của thị xã Nghi Sơn. Thế các bác có thể thấy là những lớp nhựa cuối cùng cũng đang được thảm ở khu vực này. Các bác có thể thấy là cái phân đoạn này cũng khá là ổn rồi. Sau khi lu nền đổ bê tông lớp đầu tiên thì sẽ có 3 lớp nhựa. Đây các bác có thể thấy. Trong cái khuôn khổ video của buổi sáng ngày hôm nay thì Đức Thắng sẽ quay từ cái nút giao Vạn Thiện vào đến khu vực Nghi Sơn để cho quý vị và các bạn cập nhật cái thông tin mới nhất về những cái phân đoạn mà đang chậm tiến độ, nhất là cái khu vực phía trước của chúng ta. Sau khi đi qua cây cầu này thì chúng ta đến cái dốc bỏ đá này các bác nhé. Đức Thắng rất là nóng lòng xem là trong cái buổi sáng ngày hôm nay, mấy ngày hôm trước, mặc dù trời mưa có nắng gián đoạn, xem là khu vực này các công nhân kỹ sư nhà thầu đã xử lý cái khu vực này như thế nào. Cũng khá là ổn rồi đây các bác ạ. Đang lu nền tất cả những cái cầu, cái hầm và những cái cống thoát nước cũng đã được xong rồi các bác nhé. Đang lu nền, đã có hình hài của một tuyến đường. Các phương tiện ở khu vực này cũng đang sẵn sàng để thảm những lớp bê tông đầu tiên. Và trong tuần này thì sẽ có những lớp nhựa ở khu vực này các bác. Sau khi vượt qua cái khu vực này thì Đức Thắng sẽ quay từ trên cao cho quý vị và các bạn ngắm nhìn toàn bộ cái khu vực bò đá thuộc thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa, một trong những điểm rất là vất vả cho các công nhân và kỹ sư
Đây các bác có thể thấy Đức Thắng hướng cam từ phía nam ra phía bắc. Đây là dốc Bò Đá, địa phận của xã Tùng Lâm, huyện thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây các bác có thể thấy là từ trên cao chúng ta có thể ngắm nhìn bên tay trái chúng ta là đường mòn Hồ Chí Minh, ở giữa là đường cao tốc Bắc Nam đã được đang lùn nền nè các bác nhé. Thì khá là đẹp rồi. Chỉ khoảng hết tuần này thì khu vực này sẽ được thảm nhựa đấy các bác nhé. Những hình ảnh của dốc Bò Đá, khu vực dốc Bò Đá trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận của thị xã Nghi Sơn trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rất mong quý vị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh Đức Thắng TV để Đức Thắng ra nhiều video hấp dẫn cho quý vị và các bạn thưởng thức để cập nhật cái thông tin mới nhất liên tục về tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Video sau thì Đức Thắng sẽ review từ khu vực này vào đến hầm Trường Vinh và sang địa phận của tỉnh Nghệ An cho quý vị và các bác cập nhật cái thông tin mới nhất tiến độ của cao tốc Bắc Nam. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đây là từ dốc Bò Đá, Đức Thắng đang hướng cam về phía nam, hướng về hầm Trường Vinh các bác nhé. Và từ video sau thì Đức Thắng sẽ từ khu vực này đi qua hầm Trường Vinh